Đề bài của dạng 1 này như sau, các con nghe cô đọc phần đề bài nhé. Đoạn thơ sau có những từ nào là từ láy? Nêu rõ tác dụng gợi tả của các từ láy đó. Quýt nhà ai chín đỏ cây, hỡi em đi học hay hay má tròn, trường em mấy tổ trong thôn, díu ra díu dít chim non đầu mùa. Hồ thơ của tác giả Tố Hữu. Vậy ở ví dụ này chúng ta sẽ thấy đây là dạng 1 bởi đang tập trung khai thác về từ láy. Thông qua đó còn phải nêu giá trị gợi tả của từ láy đó. Vậy chúng ta sẽ áp dụng theo cách mà cô vừa hướng dẫn để con triển khai phần ví dụ này. Chúng mình bắt đầu vào phần thứ nhất, phần đọc hiểu nội dung. Các con cùng theo dõi. Trước hết chúng ta sẽ cùng đọc để hiểu nội dung. Thông qua phần này, cô sẽ hướng dẫn các con cách ngắt, nghỉ để đọc và cảm nhận bước đầu về phần nội dung. Đây là những câu thơ thuộc thể thơ lục bát. Vì thế, khi đọc, con có thể ngắt theo nhịp thông thường là 2-4, 4-4 hoặc 4-2. Tuy nhiên, với câu đầu tiên, các con lưu ý, các con sẽ ngắt nhẹ theo nhịp 3-3. Các câu còn lại, các con ngắt đúng như nhịp của thể thơ lục bát. Trong khổ thơ này, con cũng lưu ý từ mà con phải nhấn, đó là những từ gợi tả, tạo cho chúng ta cảm nhận được sơ qua bước đầu về nội dung. Và con cũng không khó để phát hiện ra, đó chính là cụm từ chín đỏ cây để miêu tả. Từ hây hây và từ díu ra díu dít là từ gợi tả hình ảnh và âm thanh. Các con nghe cô đọc phần này nhé. Quýt nhà ai chín đỏ cây, hỡi em đi học, hay hay má tròn, trường em mấy tổ trong thôn, díu ra díu dít, chim non đầu mùa.